mình dẫn cho các bạn cách bộc chân thứ hai nha các bạn nhé. Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng một cái miếng xốp như thế này, và cái miếng xốp này thì chúng ta sẽ sử dụng để làm cái đế của nó, đúng chưa? Và cái này thì chúng ta với cái cách làm này ấy, thì các bạn nên làm ở những cái oản to và cầu kỳ thì chúng ta nên làm, đúng chưa? Còn cái đường kính của cái xốp này chúng ta làm như thế nào thì tùy vào chúng ta nhé các bạn nhé. Thì thông thường nó sẽ vừa với cả cái đế này, vừa cái đế như thế này đó, thì chúng ta nên làm những cái vừa vào cái đế như thế này để cho giúp cho cái đế của chúng ta nó vừa xinh nhá các bạn nhé. Và với cái cách này thì chúng ta sẽ làm nó khá là lâu, cũng vì vậy thì các bạn nhớ là một là các bạn có thể làm trước, hai là chúng ta có thể sử dụng để chúng ta làm những cái mẫu oản mà phức tạp các bạn nhé. Đúng không? Ở đây thì chúng ta sẽ sử dụng những cái mảnh giấy thủy ngân như thế này, thì chúng ta sẽ đo này, ở đây này các bạn nhìn này, ở đây là nó sẽ là gồm có nó sẽ bằng 5 cm luôn. Các bạn sẽ cắt vừa nhé, cắt vừa 5 cm. Các bạn chú ý này, ở đây thì cái khuôn tròn này nhá, thì các bạn chỉ kiếm một cái gì đấy nó hình tròn, sau đó thì các bạn sẽ cắt nhá, một cái gì đó hình tròn, sau đó thì các bạn vẽ hình tròn lên đó và thì các bạn cắt, được chưa ạ? Sau khi chúng ta đo, chúng ta cắt bằng cái khổ của nó, bằng cái khổ này nhá, chúng ta sẽ cắt. Trong trường hợp mà các bạn không dùng cái này cũng được, các bạn dùng cái một cái mảnh bìa cũng ok nhé các bạn nhé. Chúng ta dùng mảnh bìa cũng được các bạn nhé. Sau khi mà chúng ta cắt được cái mảnh như thế này nhá các bạn nhé, chúng ta sẽ bôi keo vào đây. Các bạn bôi keo vào đây, sau đó thì chúng ta dán. Sau đó thì chúng ta sẽ để cái mảnh này vào đây, chúng ta dán. Vậy là chúng ta đã dán xong cái phần này nhá. Thì sau đó thì các bạn nhớ dán cái này lại này. Chúng ta có thể dán cái này bằng băng dính hoặc là dùng keo cũng được nha các bạn nhá. Đó, đây, các bạn nhớ, dán để cho nó ốp vào đây. Thì trước khi dán thì các bạn sẽ phải cắt cái đầu. Đó. Đây các bạn. Sau khi mà chúng ta dán xong thì chúng ta sẽ được cái viền như thế này, được chưa? Đấy, cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ trang trí cái viền này, bởi vì khi mà chúng ta để cái này lên này thì cái viền này nó sẽ lộ ra, được chưa? Sau đó thì chúng ta sẽ tiến hành trang trí nhá. Ở đây thì tôi sẽ sử dụng cái giải giấy như thế này, chúng ta sẽ trang trí vào đây, đây các bạn nhìn. Một là chúng ta có thể trang trí vào hai giải hai đây cho đây một cái này, các bạn nhìn trang trí hai đầu như này, được chưa? Đó. Đây nhá, chúng ta có thể trang trí hai đồng như thế này nhá. Đó. Hoặc là các bạn sẽ trang trí ở giữa như thế này nhá. Nhưng mà trong trường hợp nếu như các bạn trang trí ở giữa như thế này nhá, thì chúng ta sẽ sử dụng cái mảnh này nó to hơn một tí thì nó sẽ đẹp hơn, được chưa ạ? Đây, tôi sẽ dùng cái này. Đây. Chúng ta dùng cái mảnh như thế này này, chúng ta sẽ trang trí ở giữa thì nó sẽ cần một cái dải to hơn, được chưa ạ? Đây, tôi sẽ thử cái này nhá. Đây, chúng ta sẽ dùng cái mảnh này để chúng ta trang trí nhá. Như vậy là chúng ta đã xong cái phần đế nhá. Đến cái phần tiếp theo thì chúng ta sẽ dùng cái này, chúng ta sẽ làm cái này. Đây. Chúng ta sẽ sử dụng những cái giấy để chúng ta làm cái này. Thì ở đây các bạn có thể sử dụng một là dùng cái giấy mết này, hai là các bạn có thể sử dụng giấy thủy ngân, được chưa ạ? Ở đây thì tôi sẽ dùng giấy thủy ngân rồi, thì ở đây tôi sẽ dùng giấy mết này cho các bạn để các bạn có biết là có thể chúng ta có thể làm những cái chất liệu khác nhau được, đúng không ạ? Trước khi làm thì chúng ta sẽ phải sử dụng, chúng ta sẽ phải tạo ra những cái như thế này, thì mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta có thể tạo ra những cái như thế này nhé, dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm mết vân với một cái mẫu khác nhé, với một cái cách bọc đế khác, được chưa ạ? Đây, cắt gấp đôi tờ giấy này,
Đến bếp của chúng ta khổ là 60 x 60cm nhé. Các bạn gấp đôi này. Tiếp đến các bạn gấp đôi một lần nữa. Sau đó thì các bạn gấp đôi tiếp này. Đó, tiếp đến gấp đôi một lần nữa. Chúng ta tạo ra những cái mảnh như thế này. Được chưa nào? Đó, chúng ta sẽ tạo ra những cái như thế này nhé các bạn nhé. Đây, chúng ta dùng những cái mảnh mà chúng ta vừa cắt này. Các bạn gấp lại hình ốc quế như thế này. Được, các bạn gấp hình ốc quế như thế này. Sau đó chúng ta dùng cái thùng băng keo. Đó. Dán lại. Được. Đây, mình làm lại cho các bạn xem nhé. Đây, chúng ta sẽ gấp vào đây để tạo ra hình ốc quế nhé. Sau đó các bạn dán lại đây. Đó. Được chưa ạ? Như vậy là chúng ta đã tạo được cái ốc quế. Đó. Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết cái tờ giấy này nhá. Và với cái mẫu này thì chúng ta sẽ làm hết là hai tờ giấy các bạn nhé. Với mẫu này thì mình làm hết hai tờ giấy này. Được chưa ạ? Các bạn cứ làm như vậy cho đến hết cái ốc quế này nhé. Sau khi các bạn tạo ra những cái như thế này rồi nhá, thì chúng ta sẽ tiến hành làm cái đế này nhé các bạn nhé. Đây các bạn nhìn này, cái đế này bản thân chúng ta không làm một cái này to, bởi vì ở đây chúng ta sẽ sử dụng cái này để dán. Trong trường hợp các bạn để cái này dán này là nó sẽ khá là bồng bềnh, chính vì vậy nó sẽ không chắc chắn. Chính vì vậy các bạn sẽ phải để nhỏ như thế này để khi mà chúng ta dán thì nó sẽ ăn chắc vào cái thốt này luôn, được chưa? Đó, thì các bạn sẽ sử dụng cái này chúng ta dán vào đây nhé. Đây, các bạn sẽ dán vào đây này. Đây, chúng ta sẽ bút keo một hộp nhé. Dán làm sao cho cái phần xòe này nó rộng ra nhé các bạn nhé, cho nó đều nhau ạ. Khi chúng ta dán thì chúng ta sẽ được lượt đầu tiên nó sẽ to như thế này, đúng chưa? Tiếp theo chúng ta làm cái lượt thứ hai thì các bạn sẽ làm ở đây, chúng ta sẽ làm dán vào giữa ở đây nhé, và chúng ta sẽ lùi lại một chút, chúng ta sẽ dán lùi lại.
Sau khi chúng ta dán xong thì như vậy là chúng ta đã được một cái đế như thế này, được chưa? Mình sẽ để thử hoa cái ghế oản của chúng ta lên nhé, các bạn nhìn này. Khi mà các bạn để nhá, các bạn chú ý này, chúng ta nhớ chúng ta sẽ phải dán vào nhá để cho cái oản này nó được, tức là để cho nó được chắc chắn vào cái đế này hơn, được chưa ạ? Hoặc đây trong trường hợp này các bạn có thể chỉ định những cái nhỏ hơn chúng ta để vào. Được. Được. Các bạn sẽ bỏ cái này đi và chúng ta cho cái nhỏ hơn vào, được, hoặc là cái to hơn đều được nhé. Đây các bạn này, chúng ta để cái này vào này, cân ở giữa, và các bạn chú ý chúng ta nhớ là chúng ta sẽ phải dán nhá, chúng ta sẽ phải dán cái này lại, được chưa? Dán cái này, dán này, các bạn dán ở dưới, sau đó dán cho nó bông nguyên như này, được chưa? Đó, các bạn dán cho nó bông nguyên như này, giúp cho cái đế của chúng ta nó đẹp đẹp hơn, được chưa? Trong trường hợp mà nếu như các bạn cảm thấy nó trống, chúng ta có thể cho thêm lưới tuyết vào chỗ này các bạn nhé, được chưa? Đó các bạn nhìn này, như vậy là chúng ta đã xong một cái đế như này này, đã xong một cái đế để chúng ta làm cho cái quạn của mình nó được đẹp hơn rồi, được chưa? Và video sau mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách để chúng ta làm một cái đế kiểu khác nữa các bạn nhé. Xin chào, hẹn gặp lại tất cả các bạn ở những video sau.